Vâng, hello, xin chào tất cả anh em đang muốn kiếm tiền online. Cảm ơn anh em đã dành ra thời gian quý báu để có thể quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Online TV của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một trang web chúng ta là chúng ta web đảo coin free nha. Chúng ta chỉ việc tạo một tài khoản trong vòng 1 phút, chúng ta để đấy thôi. Và sau 1 tháng là chúng ta có thể rút được 1-2 đô ở trang web này, cực kỳ là free và miễn phí, chúng ta chỉ kiếm tiền tự động thôi. Nó là một dạng web đảo coin không treo nha. Chúng ta không treo máy, chúng ta chả mất gì cả. Chúng ta chỉ đăng ký tài khoản và chúng ta kiếm free thôi. Đó, thì mình sẽ review nhanh để đỡ mất thời gian của anh em. Thì trước khi vào đâu con web đấy, mình sẽ giới thiệu cho anh em một con web. Mình sẽ sơ qua cho anh em một con web. Đây là một con app, đó là BeFast BeFree này. Đây là một trang web đảo coin Bitcoin miễn phí nha. À, một kiếm Bitcoin miễn phí. Đó, thì khi mọi người vào, mọi người chỉ cần đăng ký tài khoản này, nhập code này, xong rồi mọi người sẽ một phần gold. Thì mọi người sẽ quay một lượng Satoshi nhất định. Đây, mình đã kiếm được ngay là 6.000 Satoshi rồi. Mỗi ngày mọi người có thể kiếm được là 5.000 Satoshi miễn phí nha. 5.000 Satoshi cực kỳ là dễ luôn trong vòng một ngày. Và bạn tích nhiều ấy, khi bạn đủ 100.000 Satoshi lúc đấy phải được 6-700.000 rồi mọi người ạ. Đó, kiếm cực kỳ là dễ và ngon lành luôn. Bằng chứng rút tiền thì mình đã có rồi nha. Mình đã up clip rồi. Đây ảnh thumbnail đây. Bằng chứng rút tiền đây, mình đã rút ngay là 1.500 Satoshi rồi nha. Đó, rút tiền rất là ok luôn. Đó, thì mọi người mà chưa biết con web này, mình app này thì mình sẽ để link dưới phần mô tả cho anh em nào muốn chơi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ server con trong web này. Khi mọi người bấm vào link dưới phần mô tả video, nó sẽ hiện lên một cái trang web như này. Mọi người sẽ bấm vào tại sign up cho mình nha. Mọi người sẽ bấm vào sign up này. Sẽ hiện lên ra điện đăng ký này. Thì con app này nó mới ra luôn nha mọi người nha. Nó chỉ mới chạy được có 3 ngày thôi. Mình tính làm từ hôm qua rồi. Nhưng mà hôm nay là bắt đầu nó chạy được 3 ngày nha. Nếu chúng ta đăng ký tài khoản rất sớm ấy, thì chúng ta sẽ sau này nó sẽ đào đến lúc là nó sắp sập ấy. Chúng ta sẽ đủ ngay là min rút nha. Đó. Thì đăng ký bạn sẽ bấm vào sign up ấy. Đầu tiên là bạn nhập tên đăng nhập này, tên đăng nhập của bạn này. Nhập lại em mai này, nhập lại em mai này. Cái dòng này là nhập lại em mai nha mọi người nha. À không, bên trên này là em mai nha mọi người nha. Dưới là nhập lại em mai này. Tên login là tên đăng nhập này. Các bạn nhập password này và nhập lại password cho mọi người. Tôi đồng ý không phải người máy nha. Đó, mình xác minh ngay tại vì đây mình đã sử dụng Chrome. Mình đã đăng nhập tài khoản Google mình vào rồi. Xong bộ phần I skip the rule of spy này là đồng ý tài khoản nó, xong bạn đã sign up. Là trên dòng này nó sẽ hiện cái dòng xanh là bạn đã đăng ký tài khoản thành công. Và các bạn sẽ bấm vào sign in để đăng nhập nha. Mình đã tạo một tài khoản rồi nha. Đó, khi đăng nhập thì bạn sẽ tiếp tục xác nhận captcha. Và các bạn đã đăng nhập sign in. Sau khi đăng ký tài khoản thành công thì nó sẽ cho chúng ta ngay là 100 GHS. Mình nó không để là đây là chúng ta được bao nhiêu, nhưng mà theo mình tính ý, thì là 100 GHS. Tại vì nó đào khá là nhanh luôn. Đây này, mình mới bắt đầu từ hôm qua thôi mình đã nhận được ngay là 0.02 đô rồi. Xem nào, mình tính nhỉ. Tối hôm qua thì mình đăng ký từ 11 giờ tối này đến 12 giờ là mình đã nhận được ngay là 0.02. Đó, thì sau vòng 2 tuần đến 3 tuần là chúng ta sẽ đủ min rút thôi. Rất là dễ. Để đào đồng nào ấy, các bạn bấm vào start này. Nó sẽ hiện lên từ mining. Thì bấm vào sang đồng đó coi nha, mình bấm start này. Đó, nó sẽ tự động đào này. Đó, đào cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mình chú trọng đồng đô hơn nha. Mình thích đào đồng đô hơn. Mình khuyên các bạn nên đào đồng đô tại vì nó sẽ rút nhanh hơn này. Mà con này chỉ cho rút về Pay thôi nha, nó không cho rút về Perfect Money đâu nha. Đó, đây có rất nhiều đồng coin này, Ethereum này, Z card này, Adi card này, đô la này, đồng Dogecoin này. Các bạn thích đồng nào bắt đào nha. Nhưng mà mình khuyên ấy, các bạn đào những cái đồng đô la này, min rút là 1 đô thôi. Dogecoin này cũng mình cũng không biết là bao nhiêu, nhưng mà tất cả các đồng nơi min rút là 1 đô. Bạn có thể quy ra các đồng này bao nhiêu đô để bắt đào nha. Thì mình nghĩ các bạn nên đào cái đồng đô la thì nó sẽ rút về ví, xong bạn thích bán đến đâu thì bán, nó sẽ đào nhanh hơn nha. Chúng ta kiếm free, chúng ta đăng ký tài khoản mất chỉ đến 1 phút xong các bạn sẽ chơi free. 10 trong web là sau 1 tháng là chúng ta có thể kiếm được ngay là 10 đến 15 đô rồi. Những con trang app ấy, các youtuber khác giới thiệu cho bạn những con trang app ấy, min cực kỳ là na cao là các bạn mỗi ngày các bạn kiếm được 500 xu, min rút của nó tận 5 triệu xu cơ. Các bạn không bao giờ rút được 1 đô ở trên con app đấy đâu. Thế nên là mình sẽ khuyên các bạn nên chơi con quay lúc đồng giới thiệu ấy, và chơi con này. Mình sẽ giới thiệu cho nhiều con anh em trong web đảo free như này. Đó, nó đào cực kỳ nhanh luôn. Đó, thì sơ qua là như vậy. Đây, nhận được ngay là 100 GHS này. Đó, thì sơ qua là như vậy. Bây giờ mình sẽ bấm phần ba gạch này. Mình sẽ bấm vào phần file C này. Deposit là phần đầu tư nha. Mình sẽ xì qua cho anh em phần đầu tư. Đó, mọi người sẽ bấm vào phần deposit này thôi. Sau mọi người nó sẽ đưa mọi người đến Payeer. Mọi người bắn tiền vào đây. Đó, nó sẽ sang về cái mục ví của chúng ta và chúng ta sẽ mua GS nha. Chúng ta sẽ bấm phần buy mua này.
Đó, mình sẽ nạp 5 đô vào đây phải không? Mình sẽ nạp 5 đô này. Mình sẽ chọn là đâu ta? Mình 5 đô là được 545, 545 GHS hay sao ấy? 595 hay sao? 495 GHS nha. 5 đô là các bạn mua được 495 GHS nha. Mình sẽ mua cái đồng đô la này. À, 5 này. Power này. Xong mình nhập số 5 vào này. Đó, là được 507 nha. Mình nhầm nha, đô la. Mình nạp 5 đô đây là sẽ nhận được ngay là 507 GHS nha. Đó, có sợ phần exchange là được thôi. Số K về buộc rút tiền nha. Fee này, withdraw này. Đó, thì các bạn sẽ bấm vào phần withdraw. Min đây là 1 đô nha, mình đã nói rồi nha. Mình sẽ bấm phần withdraw này. Xong các bạn sẽ số tiền đây. Mình rút đây là 1 đô này. Bạn nhập vị trí phí của mọi người vào nha. P101 này, 354 này, 2887 là cái địa chỉ ví của mình nha. Còn các bạn đã sẽ nhập địa chỉ ví của các bạn vào đây. Sau phần withdraw là tiền sẽ về trong vòng thấp nhất lâu nhất là 24 giờ nha. Đó. Đó thì mình sơ qua cho mọi người như vậy thôi. Đó là phần rút tiền nha. Sơ qua về phần cho bạn một link giới thiệu bạn bè này. Ở file live program này thì các bạn sẽ bấm vào này. Đó, bạn sẽ bấm vào partner này, mình sẽ bấm phần partner này. Đó bạn sẽ lấy cái đâu ta? Cái link, các bạn sẽ lấy cái link của các bạn ấy, cái link đi giới thiệu bạn bè ấy. Mỗi lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận được ngay là 10% họ đầu tư nhá, 10% họ đầu tư hay sao đó. Ở đây nó cũng không thống kê, nó chỉ cho chúng ta cái link zip thôi, nó cũng không thống kê cho chúng ta là chúng ta sẽ giới thiệu bạn bè, chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu. Nhưng mà các bạn nào muốn chơi free, các bạn không muốn giới thiệu bạn bè ấy, cũng được nha. Các bạn sẽ tạo một tài khoản nhưng xong rồi mất một phút thôi. Và bạn đào tự động trong vòng 2 đến 3 tuần các bạn đủ pin rút là bạn rút free nha, chả mất cái gì cả. Đó. Đó thì clip mình cũng xin dừng đây thôi. Các anh em nào thấy clip này hay và đủ ích thì anh em hãy bấm đăng ký kênh, cộng like clip này nha để ủng hộ mình nha. Bye, hẹn gặp anh em ở clip sau.